nó cứ mò mò ở dưới cái sông như vậy á, nguyên một ngày. Nhân sơ, nhân dịch tân sơ độc đắc cho luôn. Tiền, cho tiền, gạo, cho cá. Thủ muối ớt mà của hai chị em ăn chua, ăn cơm chua cả nhà. Rất là thương luôn. Không có tiền mua sữa, nói là mẹ ơi con chết mẹ. Con đi chết. Úc 85 xin chào cả nhà thân thương. Hiện tại là Úc đang ở huyện Thuận Bắc, cả nhà tỉnh Ninh Thuận. Úc đang đứng ngay trên một cái con đập. Ở phía dưới là một cái con sông rất là lớn luôn. Ở đây là bà râu nha cả nhà. Đập nó quá lớn luôn. Nhìn ở phía bên bờ bên kia rất là đẹp. Tuốt ngoài kia luôn là người ta trồng lúa cả nhà. Nhìn nó xanh, màu xanh xanh nhìn rất là đẹp luôn. Có một cái chú hay là cái anh nào ở dưới cái hồ để đánh lá, đánh cá nhằm mình ở dưới cái hồ đó luôn. Cuộc sống mưu sinh cả nhà. Không biết là cái hồ này có sâu hay không mà anh ở dưới, anh nằm ở dưới luôn à. Rất là thương cho những hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ Út đang bắt đầu đi qua bên phía cái con núi bên này cả nhà. Thấy anh với lại một chị nào đó đang bắt ốc ở dưới đây nè cả nhà. Thì đợt trước Út có chia sẻ với cả nhà mình một cái hoàn cảnh của gia đình 5 người anh chị đi bắt ốc rồi hàng ngày lấy ốc đó ăn sống qua ngày luôn. Thì anh chị có chia sẻ với Út là có bắt ốc ở trên cái chỗ Phước Kháng này. Nay Út tới Út xem thử là anh chị có ở đây không cả nhà. Giờ Út sẽ đi xuống dưới để xem thử họ bắt ốc như thế nào cả nhà. Ở đây trời nắng quá nên là mấy hồ hụt nước ở đây nó cũng rút nước hết trơn luôn. Chỉ có phía giữa là nước nhiều thôi. Quá trời nắng luôn cả nhà. Đất ở đây là nó nứt nẻ hết trơn, hút nước hết luôn rồi. Khô cằn hết luôn. Cả nhà có thấy bé chó đang ngồi phía xe kìa. Trời nắng quá bé định lội xuống ở dưới sông cái này bé nằm luôn rồi. Dễ thương quá trời luôn ha. Cái đó là chó của chị hả chị? Của người ta hả? Ô sao bé đi xuống dưới sông bé ngồi luôn kìa. Vừa ngồi vừa uống nước. Mình bắt cái này lâu chưa chị? Dạ. Chị bắt từ sáng tới giờ luôn hay là sao? Sáng tới giờ mà có nhiêu đó hay sao? Cỡ 10 ký à. 10 ký thì bán được bao nhiêu tiền? Ô. 5.000 à. Bắt nguyên một ngày từ sáng tới trưa giờ tới xế luôn rồi mà bán được có 50.000 à. Nhà chị ở đâu? Bà râu chỗ nào? Mình đường xe lửa tuốt chậm luôn hả? Mình đi bằng cái phương tiện gì vào đây? À là có một chị kia nữa kìa. À là hai chị em ruột luôn hả chị? Hiện tại thì gia đình mình có bao nhiêu người chị? Dạ 6 người. Chồng đâu hết rồi? Chồng đi làm. Chồng đi làm nghề gì? Chồng đi làm là vợ đi mò chai, mò ốc. Chồng chị đi làm tiền nhiều không? Khổ quá chị cả nhà. Giờ này mà giữa trời trưa nắng mà đi xuống dưới cái hồ này mà mò ốc như thế này rất là cực luôn và rất là nguy hiểm đó nha. Nước ở dưới đây cạn lắm hả chị? Dạ. Út sẽ phỏng vấn cái hoàn cảnh của người em trước nha cả nhà. Đây là hai chị em ruột với nhau luôn. Là hiện tại là hai chị em mình sống chung hay là ở riêng rồi ạ? À? Dạ chị ở riêng rồi. Ở riêng rồi. Là hai chị em mình đã có gia đình hết chưa? Dạ có hết rồi chị. Có hết rồi. Chị là bao nhiêu tuổi rồi?
sinh năm 95. Bằng tuổi em. Mấy người con rồi? À, ba đứa. Ba người con rồi. Là lớn hết chưa hay là còn nhỏ? Đứa đầu học lớp 3, còn hai đứa 2 tuổi là hai đứa sanh đôi. Hai đứa sanh đôi luôn hả? Là 2 tuổi mà sanh đôi hết luôn. Sanh đôi. Ồ. Phải bắt dậy để kiếm sữa. Rồi hai đứa nhỏ thì ai giữ? Để cho bà. Bà 73 tuổi rồi. Bà 73 tuổi rồi. Chồng của chị thì làm cái công việc gì? Hôm bữa đi làm công trình đường cao tốc mà người ta không có trả tiền. Ủa sao kỳ vậy? Giống như là lúc đầu là người ta trả, nhưng mà người ta dọn đi hết rồi làm tới cuối cùng á, là người ta đi luôn. Người ta bỏ luôn, người ta không trả đồng nào luôn. Còn mười mấy ngày con hay sao? Cả nhà, vì cuộc sống mưu sinh mà đi làm công trình mà đến nỗi mà thầu người ta không trả tiền. Đến giờ hai vợ chồng đi bắt ốc giờ ở với bà, với lại nếu em đi thì ổng ở nhà nữa, tại vì bà lớn tuổi đã. Nhưng mà chồng chị là đàn ông mà phải đi làm phụ vợ chứ. Ý là ngày chủ nhật á, ý là em muốn đi á, rồi ổng ở nhà thì quay bò, có khi ngày em đi lượm phân bò. Còn bò, hôm bò nay, nhà mình luôn hay là nhà của người ta thuê? Ý là mẹ chồng cho á. Mẹ chồng cho. Dạ, mẹ chồng cho hai con. Hai con. Nhà mẹ chồng giàu không? Nói chung cũng bình thường à, tại vì hồi nhỏ chồng đi chăn bò người ta á. Là bà cho cái kiểu là con mình chăn hồi nhỏ. Là công của chồng chị hồi nhỏ giờ chăn, nên là có vợ là phải cho bò để làm của hồi môn á, đúng không? Đúng rồi. Rồi khi mà mình nuôi bò đó là mình lấy phân bò đó mình bán. Dạ. Mình lấy tiền mua gạo. Dạ. Còn bắt ốc như thế này thì một ngày mình bắt được bao nhiêu ký? Một ngày bắt được có khi 100.000, có khi hơn. Rồi đi tiền xăng xuống ở dưới xa không? Nhà em thì đi cũng xa, chắc cũng hơn 20.000 tiền xăng á. 20.000 tiền xăng thì còn 80.000. Rồi con cái, ba người con, hai đứa nhỏ mới 2 tuổi cả nhà, là phải mua sữa, mua cháo. Có khi nấu nước cơm bỏ chút đường vô cho nó uống nếu không có sữa. Có bữa nào mình không có gạo, có cơm ăn luôn không? Dạ có. Rồi mình ăn cái gì để sống qua ngày? Đi bắt ốc như vậy nè. Về bắt ốc rồi lấy ốc đó nấu ăn luôn. Lấy ốc đi bán. Có con trai nữa, mình ăn nữa. Nấu cháo ăn cái đó là quá ngon luôn rồi. Dạ. Còn khi mà mình hết gạo, hết đồ là mình đi xuống đây mình bắt ốc. Dạ. Rồi mình đuổi, được bao nhiêu là mình lấy, mình mua gạo. Dạ. Hiện tại trong người mình có tiền không? Không. Lột cái bông tai này nè. Dạ. Lột cái bông tai này bán mua gạo không? Cái bông tai này mẹ chồng cho mà nó rớt một hộp rồi, còn có một hộp này. Rớt đi hộp, mò hộp. Biết á, nó hết không biết. Thì mình hết tiền rồi mình bán cái bông tai, mình lấy tiền mình mua gạo mình ăn. Kỷ niệm của mẹ chồng cho. Để dành luôn hả? Để kỷ niệm. Để kỷ niệm. Còn mình có đói có khát thì cũng không có thể nào mà mình lấy mình bán, đúng không? Dạ. Cái thương quá trời luôn cả nhà. Thì cả nhà nhìn giờ này là tầm cỡ 30 mấy độ á. Rất là nắng luôn. Đất mà nứt nẻ hết mà. Hai chị phải ngâm mình ở dưới nước để mò từng cái con ốc, con chai đem về bán. Nguyên một ngày luôn hả chị? Dạ, từ sáng tới giờ luôn sao? Đi từ hồi sáng. Rồi ăn uống gì chưa? Có đem cơm ăn. Ăn cơm với lại với cái gì? Lại mua một trái dưa hấu chấm muối ớt. Cái dưa hấu ở đây bán rẻ không? Một cái 7.000 hay sao? Một cái 7.000. Là mình chỉ có ăn cơm với dưa hấu thôi. Dạ. Chứ không có cái gì khác nữa. Dạ, tính nướng cá kho mà đi sớm quá, có dưa hấu về. Ăn muối ớt ăn đại luôn. Rồi mình ăn vậy mình có sức mình làm, lỡ đâu mà mình bắt giữa cái hồ trưa nắng như thế này á, trời nắng quá mình bị sốc nhiệt sao? Có khi hôm bữa cũng bị như vậy, nhưng mà mình ra ngoài nằm chút sao mình bắt rồi? Ốc á, tầm buổi sáng tầm cỡ 11-12 giờ là mình phải lên mình nghỉ nha, mình không có được lội cái giờ đó là giờ trưa, cái đó là giờ linh luôn á, mình không có được ở dưới hồ. Lúc rất là nguy hiểm. 11 giờ nghỉ xong rồi ăn cơm xíu, 12 giờ vô bắt lại. Đâu qua 12 giờ, tầm cỡ 12 rưỡi 1 giờ mình mới được xuống dưới. Tại vì người ta nói cả nhà, buổi trưa là cái giờ đó là giờ linh luôn á, mà mình ngâm mình ở dưới nước thì rất là nguy hiểm luôn. Không có tốt đâu nha chị. Dạ. Rồi sáng giờ mình bắt được nhiều chưa? Hai chị em đó. Là một cái bao xanh nhỏ bển. Dạ. Đó hả? Dạ. Ốc đó là ốc gạo đúng không? Dạ. Người ta mua về người ta làm cái gì chị? Không biết người ta làm cái gì nha, người ta kêu mình đi bắt thì mình đi bắt cái 5.000. Chừng nào mình về? Tới bắt chút nữa, kiếm chút nữa về, giờ cũng chiều rồi. Nhà mình còn gạo còn gì ăn không? Dạ còn ít gạo. Còn có ít gạo hả? Dạ.
Rồi mình mặc nguyên cái bộ đồ ướt như thế này nguyên một ngày luôn. Dạ. Mình đi về, mình mới tắm rửa mình thay. Dạ. Nói cái cuộc sống mưu sinh của những hoàn cảnh khó khăn rất là khổ luôn cả nhà. Dầm mưa dãi nắng mà để bắt từng con ốc như thế này rất là cực luôn. Cả nhà cũng thấy chị của bạn này đi, bằng tuổi, nó cứ mò mò ở dưới cái sông như vậy á, nguyên một ngày. Khổ quá nên là phải chấp nhận thôi. Rất là khổ luôn. Sáng giờ mình có bắt được nhiều chai không? Con chai đó thì mình bán được bao nhiêu một ký? Người ta không có mua. Ủa sao kỳ vậy? Người ta không có mua con trai, người ta mua ốc thôi. Sao không mua con trai? Không biết nữa. Rồi mình mò con trai đó về làm gì? Mình mua ít giá là xào hay hành tây gì đó. Rồi còn nó cháo cho nhỏ. Cái cặp mắt của chị, của bạn rất là đẹp luôn nha. Mắt mà mắt hai mí, lông mi rất là dài luôn. Đa số là người đồng bào cặp mắt rất là đẹp cả nhà. Nhìn hiền lành quá trời luôn á ha. Rất là thương luôn. Một tí nữa cái gì chỉ em về nhà chị nữa nha. Dắt em về nhà chị nữa nha. Để em biết nhà của chị. Kể à. Đi kêu chị cũng được. Em chị có con là hơn rồi đúng không? Đúng rồi. Có con là có lớn con ha. Là lớn rồi. À, vậy là bây giờ mình tranh thủ mình bắt đi ha. Rồi cái gì không thì bữa nay mình về sớm đi. Mình về sớm một bữa đi. Nhà của chị đó là gần nhà chị luôn hay sao? Dạ, chị ở riêng. Ở riêng? Dạ. Mà có gần đó không? Xa. Ồ, rồi hai người đi xe riêng hay sao? Đi chung. Đi chung? Dạ. Là... Đi chung nhưng mà xe của ai? Dạ, xe của em. Xe của chị? Dạ. Là chở chị này về nhà trước? Chở đi lại luôn, tại vì chiều chở chị về lại ý là tối á. Đi rửa ốc, rửa đồ, làm ốc, làm đồ. Ốc nhỏ thì là bây giờ là ý là bây giờ là chị chở chị của chị về nhà của chị luôn. Dạ. Đó là tối lại chở chị này về ngược lại. Dạ. Ủa sao chạy vòng vòng vậy? Tại vì đi ốc với lại lửa mấy cái lớn để mình ăn. Mấy cái nhỏ mình bán. Mấy cái nhỏ mình bán được nhiêu ký? Một ký có 5 ngàn. Một bao vậy là bao nhiêu ký ta? Chắc cũng hơn mười mấy ký ha. Mười mấy ký là hai chị em chia nhau ra. Wow, chia nhau ra nữa thì một người có mấy chục ngàn thôi cả nhà. Không biết làm gì nữa, có ốc vậy bắt là quá ngon rồi. Mình có muốn ăn cái khác nữa không? Rồi. Mình như sử mình ăn ốc ngày nào mình cũng ăn ốc như thế này luôn á, mình có ngán không? Ngán chứ. Vậy hôm nay mình có muốn ăn cái gì khác không? Thì ví dụ mình có tiền là mua cá kho cho nhỏ ăn, nhỏ mình ăn. Có thèm ăn thịt ăn cá gì không? Thèm chứ. Thèm cho một tí nữa. À, em dắt hai chị em mình đi ghé chợ luôn mua thịt mua cá về nhà nấu ăn ha. Chịu không? Dạ, chịu. À, tí nữa Út sẽ dắt hai chị em của chị để ghé chợ mua thịt mua cá về ăn một bữa ha. Dạ. À, còn cái ốc đó, còn cái con trai đó thì bây giờ chị lên chị bán cho em lại cho em đi. Tại cũng lâu lắm rồi Út cũng chưa có ăn con trai lại cả nhà. Thì sẵn đây Út sẽ bỏ tiền ra Út mua lại những cái con trai của hai chị em. Để coi như là cho chị hai chị em được kiếm đồng ra đồng vô đi. Có tiền nữa ha. Rồi bây giờ chị tranh thủ nha. Rồi giờ chị xuống chị có mò hay là đi về luôn thì đi. Mình đi. Dạ. Thương quá trời luôn cả nhà. Mò cả ngày trời luôn. Bùng sình đầy người hết luôn à. Chai nhiều không chị? Dạ. Có nhiều bán hết cho em. Em mua để có tiền. Coi như mình bán lại mình có tiền mình mua thịt mua cá mình ăn ha. Ăn chay hoài muốn. Mua đồ ăn á. Xe để bên kia hả? Cái xe của chị để ở đâu? Để trong góc kia luôn hả? Bây giờ mình qua bển mình xem thử ốc của hai chị bắt được nhiều không cả nhà. Hai chị đi hai nơi, tách ra đi hai nơi luôn rồi. Chị ghé nhà của cái chị em để xem thử cái hộ cũng như cái nhà của chị thế nào, biết cũng như biết nhà luôn nha. Cái hồ này sâu không chị?
hoàn cảnh của chị thì gia đình chị có bao nhiêu người? 6 người. 6 người. Là con của chị nữa hay sao? Con là 4 người, còn 4 người vợ chồng nữa. À là hai vợ chồng 4 người con. Là chồng hiện tại làm công việc gì chị? Máy cắt, ý là đi hân lúa. Ở đồng Mỹ Nhân á, người ta đang cắt nhiều nè. Là đang trong mùa lúa, đang gặt lúa đúng không? Gặt lúa thì người ta mướn công đi cắt, lại đi hấn lúa. Một ngày mình được nhiều tiền không? Ăn xào á. Ví dụ ăn xào 12 ngàn đồ, có khi là xe công hư thì được tiền, mà lỡ xe hư, lỡ bơ thì lầm. Đâu có gặt nhiều đâu. Phúc cái chỗ này nó quá, nó rút hết nước luôn mà. Đi thường thôi cả nhà ha. Mình có đem nước theo uống không? Dạ, trời nắng như thế này mình phải đem nước theo uống nha. Để bị sốc nhiệt á. Ngồi ăn cơm gì dưới xoài đây nè. Là cơm nâu. Đây là cái hũ muối ớt mà của hai chị em ăn trưa, ăn cơm trưa cả nhà. Rất là thương luôn. Đi làm như thế này mình chỉ có đem một hũ muối ớt như thế này thôi. Đâu con nào muốn chai đâu. Nhiều đó hả? Đó, có mấy con ở trong đó kìa. Cái con trai này nấu cháo á nha. Nấu cháo ăn rất là ngon luôn. Thì lâu lắm rồi, Phúc mới thấy lại cái con trai này á. Dắt nổi không? Dạ, ấy xe vô. Dắt không. Chạy xe vô hả? Bên kia có con bác đang đánh lưới. Dưới đây có cá không chị? Có chứ. Mò cả ngày luôn mà. Khổ quá trời khổ luôn. Chứ gì nữa, hai chị em mà có nhiêu đó bán ra người có mấy chục ngàn chứ nhiêu. Sao mà đủ ăn được? Nữa, có khi không có tiền mua sữa, nói là mẹ ơi con chết nè. Con đi chết. Ủa không có sữa là con phải đi vậy đó hả? Nó nói nó hù mình vậy đó. Xong rồi nấu cháo á, lấy gạo nấu cháo, rồi lấy cái nước cơm mà nó đặc á. Cái đó uống ngon quá nha. Dạ. Nhờ uống cái đó từ lúc sinh ra không có tiền mua sữa, uống nước cơm, nước gạo lớn tới giờ. Thì hồi xưa em cũng, hoàn cảnh em cũng khổ, cũng uống nước cơm, nước gạo không nè. Rồi bỏ chút đường cho nó ngọt. Ngon lắm á. Dạ. Ai phải có tuổi thơ uống được cả nhà. Ở dưới quê á, thời xa xưa toàn là uống nước gạo không à. Nước nó rất là ngon luôn. Bây giờ chị ấy sẽ đi lái xe chạy xuống dưới đây chở hai cái bao này về. Trời ơi, nó nặng. Nặng chứ. Cực quá trời cực luôn. Nhà mình đồ mình làm có đủ để mình mua gạo, mua cá thịt gì ăn không chị? Dạ hả? Dạ. Có khi bữa đói, có khi bữa no thì có. Còn bữa đói thì mình ăn cái gì? Dạ không được thì nấu cháo nó đủ ăn. Mình nấu cháo với lại cái gì em? Đâu có đâu cháo không à, cháo cháo á. Dạ. Khổ quá trời khổ luôn, cả nhà nhìn cái khuôn mặt của chị đi. Lấm lem lấm lem bùng sình đầy luôn. Người như vậy đó, ngâm cả buổi sáng tới chiều mới về. Mỗi khi xả lũ là thích chết ngơ à. Mỗi khi xả lũ là sao chị? Ý là mùa mưa nó xả lũ á. Là mùa mưa là nước ngập lên tới trên kia luôn hả chị? Ấy, ống kia luôn. À. Do là thời tiết bây giờ đang nắng gắt nè ha. Nên nước nó rút bớt rồi. Mùa mưa là nó ngập lên tới trên bờ trên kia luôn cả nhà. Chị có nói là nếu mà xả nước lũ ra là chết luôn á. Khổ quá. Ở trên này là kế bên núi luôn. Xung quanh là núi hết. Cò nó bay đẹp quá ha.
Nhà chị cũng có nuôi mấy bé chó này nè, hiền lắm nha nha. Nè. Cái lên 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 lên. Ẩm nè, lên nè. Mừng đi, tí cho ăn xúc xích nha. Trời ơi, mới mừng này cả nhà. Chị giờ á, bé nhảy qua cái hồ luôn á, mừng chị luôn á. Dễ thương không? Đó nè. Tí cho ăn xúc xích nha. Có mua xúc xích cho mấy bé. Cúc mua sẵn á. Tại vì chị Hằng có nhờ là đi gặp nhà nào có mấy bé chó thì cho mấy bé ăn xúc xích. Thương quá. Dạ. Chó hiền quá ha, chó này bắt trộm được nè. Đó, qua mừng chủ ấy kìa. Cả nhà thấy ở trên cái cây không? Có mấy bé chim một câu đang đậu ở trển á, nhìn dễ thương quá trời luôn nè. Đây cả nhà, Út mới tới nhà của chị. Đây là cái căn nhà 4 mét vuông mà chị có miêu tả lại cho Út thôi cả nhà. Cho Út biết á. Đây cái căn nhà của chị nè cả nhà. Vỏn vẹn 4 mét vuông thôi. Có chút xíu vậy, 4 bức tường. Trong nhà không có gì ngoài đồ luôn. Dạ, đường người không ta có tủ, không có gì hết luôn. Đường người ta cho rồi ấy, mình hoạt á. Ở đây mình có điện không chị? Mình có năng lượng. À, mình xài điện năng lượng mặt trời đúng không? Ừ. Tại vì do là nhà của chị nằm ở giữa những cái cánh đồng luôn á. Trong nhà không có gì hết cả nhà ơi. 4 bức tường đủ cái chỗ mà cho gia đình chị ở thôi. Xài thì xài điện năng lượng mặt trời. Còn đây là cái nhà bếp. Cha nhà bếp ngang ngửa cái nhà ở luôn rồi. Nhà bếp ngang ngửa nhà ở luôn á. Hôm nay gia đình mình ăn cơm với lại gì? Bông bí nè. Bông bí thì sáng người ta cho. Cơm không hả? Cơm với lại gì? À, ăn cơm với cá, nãy bà mua kho cho mấy đứa nhỏ ăn. Là bà mua là mua lúc trưa, còn dạ. Chị đi làm là đi dạ. Lúc sáng nên là dạ. Không có cá ăn. Dạ. Dạ. Là mua được có nhiêu đó thôi hả? Mấy đứa nhỏ ăn rồi á. Nhà đông rồi. Người mà ăn ít như vậy? À, để dành cho mấy đứa nhỏ ăn rồi nếu dư thì mình bỏ canh. Bỏ canh với luộc bí này bỏ. Luộc rau bí này ăn. Nhà đông người quá trời luôn nhưng mà con nít là ưu tiên. Dạ, thế lại cũng hai ăn luộc đu đủ. Đây là cái hũ cá khô nè. Dạ, cá cái khô để dền, bữa đi và đi bắt rồi mua dền á, sợ hết tiền á. Cái này mình không phơi lên, mình để trong hũ gì nó bị bí quá không? Bí quá mà nó... Dền ăn cả tháng. Hũ này ăn nguyên tháng. Dạ. Còn thiệt không vậy? Thiệt. Một hũ gì ăn nguyên một tháng này cả nhà. Ăn cả tháng luôn, ví dụ đầu mình ăn hết đầu đi. Ví dụ này mới mua là ăn đầu trước, xong rồi cái người ăn sau, cái thân là để cho mấy đứa nhỏ. Trời. Mình thì mình người lớn ăn đầu. Người lớn á thì ăn cái đầu của con cá khô này cả nhà. Còn cái mình á là để dành cho mấy bé nít ăn. Ồ, một hũ gì ăn nguyên tháng luôn. Còn nguyên một gia đình thì mua dành để cho mấy đứa ăn sáng. Lúc nào là con nít cũng ưu tiên luôn. Dạ. Con nít ăn dư mình lớn thì ăn cái gì cũng được. Cái thương á ha. Đây con của chị hả? Đây con học lớp 3. Đây là đứa lớn. Dạ. Đây là hai bé sanh đôi này cả nhà, hai bé trai. Đây nè, không có sữa uống là đòi giải đành đạch nè. Con chết tới mẹ ơi, con không có sữa là con chết tới mẹ à. Thấy thương không? Đây hôm nay Út có đem theo một ít bánh kẹo, bây giờ Út sẽ ra lấy phát cho mấy bé ăn cả nhà. Ở nhà vậy có được ăn bánh không? Bánh này là đợt trước của chú Nhiêu á, Út có để ở nhà mà chưa có kịp đi phát, hôm nay Út đem. Cảm ơn cô ha. Để cảm ơn cô đã. Đưa ít nha. Cảm ơn ha. Cảm ơn. Cho bà chị lớn cái này nè. Cầm con. Cảm ơn ha. Ngon bất ngờ lắm này. Này từ từ. Cho con nè. Giật éo ra, giật éo ra. Ngon chân em. Giật éo ra. Này kẹo mút. Cảm ơn cô ơi. Ngại ngùng nữa, mệt quá. Đoạn lột ra luôn. Đây của con kẹo mút. Cảm ơn cô con.
Sao mặt tìm lem quá vậy? Phá. Kẹo mút của con nè. Cảm ơn hả Lộc. Vậy cho thêm nha. Cho thêm nha. Bỏ đây cho nó khỏi rớt. Thêm cái này để dành khác cho biết khác nữa. Đó không mà hồi nhỏ uống nước cam không à. Thương quá trời luôn ha. Hồi nhỏ uống nước cam không à, lắng nhiều đây. Uống nước cơm không á ha. Còn giờ nó biết chê rồi. Dạ. Ủa ớt này là mình phải rửa lại hả chị? Rửa làm sạch. À, làm sạch mình mới bán được hả? Dạ. À kỹ quá ha. Kỹ quá cho kỹ luôn á. Ốc này ốc nhỏ nhỏ này, ốc này ốc bự là người ta sẽ lựa ra người ta bán. Dạ. Còn ốc nhỏ là người ta xay ra cho tôm ăn. Dạ, chắc nó con bự là người ta luộc á. Người ta bán, người ta luộc ăn á. Ra chợ á, bán. Ở đây là nước mương hả chị? Tắm nước này. Dạ. Cha làm kỹ quá trời kỹ luôn. Dạ, múc lên. Mà có 5.000 ký à. Làm quá kỹ luôn á. Mà có 5.000 ký à. Bà năm nay như tuổi, năm nay bà như tuổi rồi? 73 tuổi mà. Nhìn vẫn còn khỏe quá trời luôn ha. Bà bệnh nhiếc à. Dạ. Nó phải lặt lượm mấy cái rét ra rồi cân người ta mới cân ngu hả chị? 5.000 ký mà kỹ quá trời kỹ à. Làm kỹ lắm, giờ là người ta. Còn mấy cái này ta tính có 3.000 ký à. Cái nào? Cái này nhỏ nhỏ nhỏ. À ốc hút. Cái đó sao chi chị? Dạ. Cái đó sao mà lửa? Không có lửa đâu. Đồ ăn luôn hả? Cực quá ha. Đã mò dưới sông nó cực rồi, còn về nhà còn rửa còn sàn ra nữa. Dạ. Quá trời cực luôn. Đây là một tí nữa ấy. Những cái con trai này là Út sẽ mua lại hết nha cả nhà. Út mua về Út cho anh chị em trong nhà ăn cho biết. Tại này cũng lâu lắm rồi mới. Biết ăn không? Dạ biết. Nó cháu ăn ngon lắm á. Dạ, luộc ra mình ăn được không chị? Này cái nhà con trai này bự quá trời luôn. Mình lấy cái nước đó. Dạ. Mình cũng lấy nước ăn không à. Ăn ngon lắm nha cả nhà. Đây con trai này nữa. Dạ. Tí nữa bán em nhiều không ký? 5.000 ký. Bán rẻ vậy? Con bán mấy cái này nè. Sao rẻ vậy? Bán mắc mắc một xíu đi. Cho nhiêu thì cho cũng. Cho nhiêu vậy hết, mua hết này luôn 5.000 nha. Cho bao nhiêu cũng lấy à. Bao nhiêu cũng lấy luôn hả? Trời cực khổ mà từ sáng tới giờ mà bao nhiêu cũng lấy. Cái này là Út mua về là Út cũng cho anh em trong nhà ăn này cả nhà. Để cho cả nhà mình ăn thử một bữa. Tại vì cũng lâu lắm rồi mới thấy lại cái con trai này. Này chỉ có những vùng quê mới có mấy con trai này thôi cả nhà. Chứ trong thành phố không biết là có hay không. À, cái con nào lớn lớn có giống như là cái hột ngọt á. Dạ. Cái hột ngọt á hả? Con nào phải bự vậy nè. Đúng rồi. Em là thấy là những con mà bự là bự á. Già mới có, dạ, nó nhỏ rồi. Non như vậy nó không có. Hột ngọc vậy là mình mà mổ ra có cái hột ngọc như vậy là mình có bán được không? Không, nghe người ta nói thì mình chưa thấy bao giờ. Ê, người ta nói nếu con trai là có ngọt trai á. Dạ. Trời ơi, bé chó kêu gì vậy? Sao vậy con? Kêu đó. Đó. Cả nhà nghe bé kêu cả nhà. À, thấy chú này. Ủa là gừ hay là mừng? Không biết nữa. Ô mấy bé luôn cả nhà ơi. Dễ thương quá trời luôn. Nè là chó nhà người ta luôn hả chị? Dạ. À là của người ta. Bên kia hả? Nè để bỏ vô ao. Cái này nuôi chó nhiều quá ha. Bé nào cũng dễ thương hết. Cái chó này dễ thương à. Chú này là hàng xóm hả? Dạ. Chú mang áo rét kìa, chú có chạy xe không? Chạy xe gì đâu. Rồi chú mang vô. Con tưởng đâu chạy xe chứ chạy rét chứ. Đồ người ta cho. Dạ. Yeah. Người ta cho không à mà. Thấy thương quá trời thương luôn. Ra à, bé thấy mấy con chó này nè nên là ra thôi họ. Bé kêu. Trong lúc mà hai chị đang
đang rửa ốc á thì Út sẽ lấy xúc xích ra, Út cho mấy bé chó ăn nha cả nhà. Đây là xúc xích này cả nhà, một bịch như vậy là 50.000. Đây được chắc 40 mấy 50 cây á, 50 cây tặng 2 cây. Con ăn xúc xích không? Con ăn xúc xích không? Cho mỗi đứa 3 cây nha. Cho con nè. Bé tới đây. Đây. Ăn này con, ăn nè. Nè, của con nè. Ăn á, mừng lắm á. Này phải xé ra. Mừng á, mừng á. Mừng á, trời trời, kẹp tay tôi luôn đi bà. Đừng có kẹp tay tôi. Ê, ồ, nó thùng á. Nãy thấy ba bí lần mà đâu hết bí nè. Anh này anh ham ăn quá nè. Đừng có nhai cái bịch. Từ từ con, bình tĩnh đừng manh động. Đã quá ha. Chắc cái này là mấy bé là lần đầu tiên được ăn á. Đừng có giành nhau nha. Cắn xích cái tay tôi luôn á. Thấy thương á. Rớt đất dơ nè. Ba ham ăn ngon, ba táp cái ba hết luôn à. Anh kia ăn từ 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 chậm rãi, anh này đớp cái hết à. Cái anh màu xẹm đây thì ăn từ tốn. Từ từ con, từ từ. Anh này thì ăn táp 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 táp. Táp tay tôi nha. Từ từ thôi. Bình tĩnh. Bí này là nè. Bí này mới ăn nhẹ nhàng hơn nè. Ăn rớt đất không bị chờ. Trời. Đớp gì mà đớp dữ. Từ từ thao. Đây. Từ từ, né ra. Bé này chưa ăn nè. Cho anh này trước đi. Cho anh ăn từ từ. Rớt đất không à. Mùi xúc xích chấm muối ăn mới ngon hay sao quá chứ. Từ từ nha, nhẹ nhàng nha, bình tĩnh, đừng có giành nhau được. Từ từ giành nhau, hồi táp vô cái tay tôi nè, chào nè. Né ra con, né ra đây nè. Lên. Từ từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Thấy mấy bé dễ thương đó nha. Là... Trời. Từ từ, ngồi xuống. Ăn mà đớp không mà. Biết ngồi trẻ. Biết ngồi trẻ. Biết ngồi đó. Biết ngồi thì ăn. Lành quá. Ba đứa mà ăn hết bịch xúc xích 50 cây luôn, 52 cây. Ở nhà thông cảm nha, Út cho mấy bé ăn á, nên là hơi lâu chút xíu. Cái này tới 52 cây lận đó nha. Trong khi mà chờ đợi hai chị rửa ốc. Mấy bé chắc cũng thèm ăn cái này lắm. Tại vì cá còn không có ăn mà. Này chắc còn mấy cây cho cái bé chính giữa ăn nhiều một xíu. Tại vì nãy giờ hai bé này ăn nhiều rồi. Mình thấy Út cho mấy bé cháu ăn xúc xích á. Bà nói là uổng quá. Nhưng mà cái này là chị Hằng nhờ Út nha cả nhà. Ai cũng có phần hết á. Người có phần thì chó nó cũng có phần.
Anh này là lúc nào ăn cũng từ tốn nhẹ nhàng hết luôn á. Trời ơi. Hết hồn luôn á. Thấy bánh nó mừng quá trời. Em bé thấy bánh nhiều mừng. Nhà chị có nhà chị có em bé không? Dạ hả? Dạ. Đứa 10 tuổi. Đứa 10 tuổi hả? Lớn rồi hả? Ồ. Học lớp 4. Tí nữa em đưa cho ít bánh nha. Ngồi nhâm cái bịch xúc xích đó cả nhà. Đừng có nuốt cái bịch nha con. Ăn nãy giờ ba bé mà ăn hết 40 mấy cây. Còn mấy cây ốc rửa cho mấy đứa bé nhỏ ăn. Nghe cái nha. Nguyên một bịch luôn. Rồi chị lấy em nhiêu? Bịch này nhiêu? Chị cho bao nhiêu cũng được. Khoảng bao nhiêu? Không biết chị cho. Cho bao nhiêu thì cho đi. Cho bao nhiêu thì cho đi hả? Mấy chị đưa hết luôn nhưng mà nhiều quá. Chị lấy một ít bánh rồi hả? Cái này chắc cũng cỡ 4-5 ký á ha. Thôi thì bây giờ em gửi 100 ngàn nha. 100 ngàn cái này trước nha. Cho hai chị chia ra mỗi người 50 ngàn. Được không? Ít quá không? Nhiều quá. Nhiều quá rồi. Đây em gửi 100 ngàn trước nè. Cho hai chị chia nhau mỗi người 50. Tại vì hai người cũng đều bắt hết luôn. Này là em gửi trước nha. Em cảm ơn. Dạ. Rồi em cũng có một cái món quà. Nhưng mà đây là Út gặp cả hai chị em luôn. Nhưng mà chỉ đem thêm theo một cái món quà là bao gạo 10 kg với lại 2 kg cá. Kẹo bún bò đi ăn. Rồi ăn kẹo kìa. Như lọ nghẹ vậy. Đây em có 10 kg gạo với lại 2 kg cá. Thì hai chị cũng là chị em với nhau đúng không? Mình chia mỗi người 1 kg cá nha. Còn gạo thì nếu bữa sau em có lên nhà chị thì em sẽ đem theo để gửi cho chị ha. Dạ. Dạ. Không có gì đâu chị à. Vui quá ha. Dạ. Có cá ăn mừng lắm luôn. Mừng lắm luôn hả? Cái này là ăn được 1 tháng nữa. Chắc hơn á. Hơn nhiều luôn. Cái kia một hũ mà ăn được 1 tháng luôn đó nha. Đây là 1 kg luôn. Một lần bỏ canh ít ít nó dài con. Cả nhà cũng thấy là hai chị á, nhận được có mỗi cái cá thôi mà rất là vui luôn. Có đồ ăn ăn là rất là vui luôn rồi. Quá là thương cho hoàn cảnh của hai chị ha. Mừng quá, cảm ơn hai em rất nhiều nghe. Dạ, chị có cục tóc không? Dạ, đây. Đây, Út cũng có đem một cái món quà của một cô ở dưới Long An cả nhà. Đây là những cái cột tóc mà cô đã tự làm luôn, tự may bằng chính bàn tay của cô luôn. Cô gửi cho Út để đi gặp những cái hoàn cảnh khó khăn mà những chị mà có tóc dài á, thì sẽ gửi tặng cho mấy chị để mấy chị có cột tóc để cột lên cho nó gọn gàng. Em gửi cho chị mỗi người 3 cái đi ha. Chị thích màu gì? Màu gì cũng được hết. Kẹp màu nào cũng được hết. Màu nào cũng được hết luôn á dạ, hả? Dạ, à. Có kẹp luôn. 1, 2, 3. Em gửi cho chị 3 cái. Em cảm ơn. Dạ. Thích cái nơ này không? Thích. Thích hả? Cho luôn. Cảm để ơn. Dành luôn, từ từ xài. Bà có cục tóc không? Có cái dạ. Để kiếm cái nơ luôn cho nó đều. Ai cũng có nơ, ai cũng có. Cái nơ này nó bự hơn nè. Nơ này bự hơn cả nhà. Đây em gửi cho chị 4 cái. Dạ, bà cột tóc không? Bà cột tóc không? Cột chứ. Dạ. Dạ. Con đâu có cột đâu. Bà lớn tuổi rồi, con cho bà cột mấy cái màu tối tối chút xíu. Tím nữa. Còn bé nhỏ. Bé nhỏ nó có cột tóc này được không chị? Dạ được. Hay là lấy cái nơ đó đi. Lấy cái nơ trong bé nó cột đi. Này là cho bé nhỏ nè, màu hồng nè. À, vui quá trời vui luôn mà. Thấy bé không có vui ha. Kẹp.
hai em cho cá khô, cho gạo, chị cảm ơn rất là nhiều. Mừng lắm luôn á. Dạ, mừng lắm luôn hả? Bắt ốc một ngày đâu có được bằng số này đâu. Dạ. Chắc phải bắt mấy ngày luôn mới được vậy á. Mấy ngày luôn á hả? Dạ. Thấy thương quá trời cả nhà. Chị rất là mừng luôn, gia đình của chị rất là mừng luôn. Thì bây giờ em cũng có chút ít để gửi cho hai chị. Dạ. Để hai chị có tiền, hai chị mua những cái đồ cần thiết giống như là đồ ăn, mắm muối, dầu ăn, hoặc là mình lấy tiền đó mình để dành mình mua gạo mình ăn hàng ngày. Dạ. Út cũng xin phép trích ra một ít quỹ để gửi cho gia đình của chị nha cả nhà. Tại vì hoàn cảnh của chị cả nhà cũng thấy là rất là khổ luôn. Hàng ngày á, sáng sớm phải đi xuống dưới sông mò ốc, mò con trai, một ký gì có 5.000 thôi. Thì cả nhà cũng thấy là hai chị mò ốc như vậy một ngày bán chắc cũng tầm cỡ 100.000, nhưng mà chia đôi ra thì mỗi người có 50.000 rồi tiền xăng nữa, rất là cực luôn cả nhà. Ngâm mình ở dưới cái hồ nước như vậy là phải nói mình không có biết trước được, tại vì mình là phụ nữ á, mình xuống dưới hồ mình ngâm á, sau một thời gian dài á là mình cũng sẽ bị bệnh nha. Nên về nhà mình phải tắm rửa cho sạch sẽ nha. Dạ, tại vì mình là phụ nữ, có nhiều cái căn bệnh của phụ nữ á, mình ngâm dưới nước mà nước nó không có được sạch á. Dạ, rất là cực luôn á, sau này mà bị căn bệnh nó rất là khổ luôn á nha. Út cũng xin phép trích ra một ít quỹ để gửi cho gia đình nha cả nhà. Để ở cái phía này lờ đến nè, để là sao cho cá khô nhiều dữ vậy, nói vậy á. Hô ca bực là hả? Cảm ơn hai cô ha. Cảm ơn hai cô. Cả nhà Út xin phép trích quỹ của cô Châu ở Út 300, dì Hai ở Út 300, chú Lê Văn Nhiêu 400, chị Hằng ở Mỹ 400, chị Tiên 200, bạn Phương 500, bạn Mỹ Duyên 200, chị Quyên ở Cần Thơ 200, cô chú Cường Khuyên ở Cali 500, một bạn giấu tên 100, bạn Thu Uyên 200, một bạn giấu tên 200, bạn Huệ 200, chị Huyền Trang 100, một bạn gửi cho Út nhưng mà không có để tên nha cả nhà. Út đọc là không tên luôn. Bạn không tên 100, bạn Anh Thư 100, bạn Kim Hường 200, bạn Kim Thịnh 100, bạn Tường Nhi 100, tổng cộng là 4.4 triệu nha cả nhà. Chị Út trừ cho 200.000 tiền ké thì còn lại là 4.2 triệu. Đây là 4.2 triệu em sẽ chia đôi ra cho hai chị luôn, tại vì hai chị là cũng là chị em ruột với nhau nhưng mà ở khác nhà cả nhà, thì hoàn cảnh này cũng khó khăn hết, ai cũng khổ hết, ai cũng đi mò đi xuống sông mò mà ở dưới sông bắt ốc hết á. Chị qua đây ngồi chung đây luôn nha chị. Nhà chị là em bé nhiều hơn đúng không? Nhà chị là chỉ có một bé thôi. Chị là bốn đứa con. Bốn đứa con. Dạ. Thì bây giờ như thế này đi, Út sẽ chia đều hết luôn. Tại vì do là nhà chị bên này là có gạo nhưng mà chị này là không có gạo, nên thôi thì cứ chia đều ra cho nó công bằng hết luôn ha. Út sẽ đếm tiền cho cả nhà mình xem cả nhà. 1 triệu, 5, 10, 15, 20, 2, 4, 6, 8, 10 là 3 triệu cả nhà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đây là tổng cộng 4.2 triệu. Vậy Út sẽ chia ra nha cả nhà. Thì em đưa cho mỗi người 1 triệu trước nè. Đây 1 triệu. Đây 1 triệu. Chia ra nha. 500. 500. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Rồi chia đều. Đều hết nha. Là ai cũng có bằng với ai hết luôn á, là công bằng luôn á. Không ai hơn ai luôn á. Em cảm ơn mấy chị cô ủng hộ anh. Mừng quá luôn, rung quá không nói được luôn. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Dạ. Yeah. Không biết nói sao nữa. Dạ. Yeah. Thì hai em và anh chị cô bác. Dạ. Yeah. Cảm ơn rất là nhiều, rất là nhiều luôn á. Giống như là hôm nay mình ở dưới sông mình mò được vàng vậy á. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Ngày mò đâu có được nhiêu đây, chắc cả tháng mới được nhiêu đây á. Cả tháng luôn mới được nhiêu đây hả?
là mình làm cái đó là ngày nào mình xài ngày đó luôn. À, mình không có để dành được. Nếu nghỉ một ngày thì hết tiền, mua đồ ăn cho nhỏ luôn. Dạ. Bây giờ là có tiền, là có tiền mua sữa cho hai bé nè, đỡ phải nói mẹ ơi con có sữa là con chết luôn á. Cảm ơn mấy cô đi con, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Là nhận được cái số tiền này là gia đình mình rất là vui luôn ha. Dạ. Rất là mừng luôn. Giống như là trúng số. Giống như trúng số độc đắc cho luôn. Tiền, cho tiền, cho gạo, cho cá, cho mấy bánh, cho mấy cháo nữa. Đây, cột tóc đây. Cột dạ. Luôn này cả nhà. Đây cột tóc của chị, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, thì phải nói là gia đình mình rất là vui luôn, rất là hạnh phúc vì nhận được một cái sự hỗ trợ của bên phía của chú anh chị Mạnh Thường Quân. Nay là mình có tiền. Mình tí nói chị là chị sẽ đi bán ốc đúng không? Dạ. Bán ốc xong rồi mình ghé chợ. Đi bán ở Garden đó. Đi xa vậy? Ừ. Ở đây đâu có ai mua đâu. Xuống gần đó. Nhưng mà mình phải ghé chợ, mình mua thịt mua cá để cho mấy bé ăn đó nha. Dạ. Tại vì cũng lâu rồi mình không có được ăn thịt ăn cá ha. Dạ. Này có tiền là phải đi mua ăn một bữa. Dạ. Xong rồi từ từ mình mua, hàng ngày mình chích ra sữa, mình chích ra 100.000 gì đó mình mua đồ ăn mình ăn. Dạ. Còn hai chị nữa đi bắt ốc á là phải ăn uống cho nó có chất đồ vô rồi mình mới xuống dưới sông mình lặn được chứ. Ăn đi bắt ốc mà đem theo có hũ muối ớt à. Mua một trái dưa hấu có 7.000 à, xuống dưới hai chị em ăn chung với cơm nó rất là thảm luôn á cả nhà. Ăn xoài nữa. Ăn xoài nữa hả? Xoài với cơm nữa. Xoài là mình hái ở nhà mình đúng dạ, không? Hái đem theo. Ăn vậy làm sao mà nói là có sức khỏe để đi làm được. Ngon lắm hả? Mua đồ ăn thì để dành cho nhỏ, mình thì ăn bảy bả. Không, nhưng mà mình làm cha làm mẹ á, mình đi làm á, mình lo cho con cái mình thì mình cũng phải bồi dưỡng vô, mình cũng phải ăn cái gì đó cho nó đàng hoàng vô. Mình mới có sức khỏe. Thật sự mình ăn ít như vậy, mình ăn trái cây với lại cơm như vậy á, mà mình xuống dưới sông á mình mò đó, nhiều khi á, trời nắng quá mình sốc nhiệt hay là mình không có đủ cái chất dinh dưỡng mình cung cấp cho cơ thể á, thì sẽ ảnh hưởng tới cái cơ thể của mình đó. Nhiều khi mình mệt mỏi quá mình không có đủ chất, nên là mình đi làm á mình cũng phải ráng ăn uống đầy đủ vô nha. Dạ. Thì giờ có tiền rồi, cứ một ngày mình chích ra mấy chục ngàn hoặc là 100.000 gì đó là mình cái lấy cá đây nè. Dạ. Mình nấu mình đem theo mình ăn. Dạ. Chứ đừng có ăn xoài, ăn cơm với xoài đồ vô. Ăn cơm với xoài mà xuống dưới sông mà uống nước lã nha, mà xuống dưới sông một hồi nữa là ẩy chỉ á, mà giỡn đâu. Nên là cố gắng mình ăn uống vô cho nó đầy đủ mới có sức khỏe làm. Dạ. À, làm mới có tiền để nuôi con cái của mình. Dạ. Mình suy nghĩ là mình còn con cái của mình nữa, là mình phải ăn uống cho đầy đủ vô nha. Dạ. Thì em cũng xin chúc cho gia đình mình á luôn được nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống nha. Dạ. Úc cũng xin thay mặt gia đình xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cũng như là chia sẻ cho gia đình mình có được một cái phần quà, một số tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày. Úc cũng xin cảm ơn cô ở dưới Long An đã tự tay may những cái cột tóc và trao đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Có cột tóc để cột này đó ha, cột tóc mới này cả nha. Đây cũng có cái này. Dạ. Cột dây thun không à? Dạ. Giờ có cột tóc mới rồi ha, rất là vui luôn. Hai chị em cũng biết nói gì hơn, cũng xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Yeah. Cảm ơn mấy cô chú anh chị đã ủng hộ. Cảm ơn rất thương là quá. Nhiều. Úc sẽ cố gắng chia sẻ cái hoàn cảnh của gia đình mình lên trên cộng đồng mạng để cho nhiều người biết đến và yêu thương gia đình mình nhiều hơn ha. Bây giờ cũng giờ chiều cả nhà. Úc cũng để cho hai chị đi bán ốc nữa rồi đi chợ nữa. Trời ơi, hát cái gì vậy con? Hát bài Việt Nam tôi đó. Trời ơi, biết hát không? Hát tặng cho cả nhà mình một bài nè. Chào lên ba à. Hát đi. Dễ thương quá trời luôn. Thì giờ Úc cũng xin phép cả nhà mình để cho hai chị đi bán ốc. Tại giờ này cũng giờ chiều rồi cả nhà. Để cho hai chị đi bán ốc rồi kịp giờ đi chợ về nấu ăn nữa. Ở trên này là không có điện đâu, chỉ xài cái điện năng lượng mặt trời thôi.
Út cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cả nhà xem đừng quên cho Út xin một lượt đăng ký, một lượt like, xem hết video, xem hết quảng cáo để Út có thêm nguồn động lực giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Cả nhà đừng quên đón xem những tập video tiếp theo. Út xin cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn. Dạ. Ai cả nhà, hàng ngày nhà chị có một cái cây xoài như thế này nè. Thì hàng ngày mà chị mà đi bắt ốc là chị sẽ lên trên này chị hái xoài, chị đem theo để ăn cơm với lại muối cả nhà. Đây cây xoài rất là nhiều trái luôn, cả nhà thấy không? Hai chị leo lên trên cái cây cao như thế này luôn. Cái cây xoài rất là cao nha cả nhà. Leo lên một cách rất là đơn giản. Thấy thương quá trời thương à. Giống như là cây xoài này là miếng ăn trưa của chị á, ăn chung với cơm. Đi làm lặn lội cực khổ mà chỉ ăn cơm với muối ớt với chai với xoài với dưa hấu thôi, rất là cực luôn đó nha. Quá là thương cho hoàn cảnh của hai chị. Cẩn thận á chị ơi, có chừng té. Không sao đâu. Không sao đâu hả? Chèo quen rồi đúng không? Chị là nhà chị ở giữa ruộng luôn cả nhà. Đằng sau là núi luôn. Đó. Leo vậy đó. Hồi xưa Út cũng leo trèo vậy nè, cũng đi quen lắm. Tuổi thơ. Dạ tuổi thơ leo trèo không à. Hái xoài đồ không có ăn được không à. Giờ vẫn như vậy luôn nha cả nhà. Bè bở xuống bở xuống. À. Rồi chị nè. Cảm ơn rất là nhiều, không có cái gì biếu ít trái xoài non về ăn cho vui nè. Sao cho em nhiều dữ vậy? Có mấy trái à. Em ăn gì nổi. Không có cái gì cho nhà có cây xoài. Biếu chút rồi về ăn. Dạ em cảm ơn nhiều nha. Đây cũng là cái tấm lòng của chị gửi cho Út cả nhà. Út cũng xin phép được nhận, tại vì đây là cây xoài nhà của chị chồng. Em cảm ơn nha. Dạ, nhà chị chồng xoài nhiều quá trời luôn. Dạ, cái này là em cho cái làng ăn luôn á. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm luôn á. Nè lọc ăn á. Rồi bây giờ tụi em cũng xin phép nha, em để cho hai chị đi bán ốc. Bye bye chị. Dạ bên đây cũng đi bán ốc nè. Dạ rồi đi luôn để tối á. Dạ tại gần xa lắm. Đây cũng có cây mít nhưng mà mít này nó hơi sần sùi. Nấu canh ăn ngon lắm, nó chín cũng vậy. À là mình trồng mít về là mình hái mít mình nấu canh mình ăn luôn. Dạ. Rồi nấu cháo mít đùa đúng không? Mít này không có thuốc cả nhà nên là nó hơi sần sùi.